Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá Cần Thơ, chuyên gia bảo đồ gia dụng nội địa Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Quý khách sẽ nói ủa sao ngộ vậy? Không phải ngộ đâu ạ. Tại em tháo ra ha, em cố ý tháo ra để chụp hình quay phim cho quý khách coi là ruột gan cái con này như thế nào nha. Con này là 1, 2, 3, 4 cháu của hàng National ha. Ngoại hình đó National ha. Không bởi không gì hết nha. Đó, đây cái dòm, cái vàng sắt của dòng đồng sắt nhôm như con ta nè, nó cứng. Một cái sợi dây mát là màu trắng ha, là tương ứng cho cái cục này, cái cục này, cục này, cục này, cục này. Còn dây đen là tương ứng cho bên phải ở trên, bên tay trái của em quay. Còn cục trắng thì nằm bên tay phải ha. Người ta ghi rõ ràng đây, V125459 4 phi gì đó không biết nữa. Ồ, cái dây dài cực kỳ, 3 mét chứ lộn, không có dài cực kỳ nhưng mà 3 mét. Này nó bị cắt hết rồi nghe không khách, ở bển giờ bị cắt hết rồi. À, đồng của nó nè, đã chưa. Để em zoom hơi bự trên chút xíu cho khách xem nè. Nó có 3 sợi nè, một sợi màu xanh nữa nè, bị cắt rồi ha nè. Sáng chói không biết không? 2013. Này em không biết mấy chấm nữa mà nó gì nè. Con này là da băng luôn nha, da băng nha. Nặng đây ba con ốc xịn của nó luôn nè. Ốc là phải đã không. Và đặc biệt là này nó nói này nó có cục hít luôn nhiều khách nè. Đó, có thấy không? Hít luôn nè ha. Cũng như mình đưa vô bằng sắt hay bằng nhôm, bằng gan gì không biết, nó hít luôn nè ha. Nó có hai cục hết luôn nè. Rồi giờ em gáp lại ha. Đó gì nè. Đó, gáp lại là lịch sự vậy nha. Đó. Đây rồi em căng nặng lại cho quý khách xem ha. Hình thể em đã chụp rồi nè. Sợi dây nó khủng khiếp chưa. Đó. Đây không ha nè. Đó 800 gram ha. Con này tải chắc khủng khiếp lắm mà, bự lắm. Rồi con này em bán giá công khai là 150.000 chưa bao gồm phí ship. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài tặng biếu liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em ha, đã ủng hộ trong thời gian qua. Quên, em xin nhắc lại ha, cái dây này em về rất là nhiều nha. Quý khách nào mua số lượng em sẽ có giá mềm hơn nha. 10 kg trở lên em sẽ bán giá khác nha. Rồi, em cảm ơn và xin chào tất cả các quý khách nha. Xin cảm ơn.